Gia dụng Đức Sài Gòn, hệ thống gia dụng Đức nhập khẩu. Thì ở đây có phần vệ sinh, nếu đồ mình mới như này thì nên từ một tuần mình nên vệ sinh một lần nhé. Vặn bốn cái màu xanh là màu người ta ngang đây cho em. Xong kéo ra này. Cái này là một lớp nhé. Cái này sẽ là vệ sinh chính này. Và vệ sinh cho em đi. Đấy. Vệ sinh sạch sẽ cho em nhé. Sợi vải ở đây sẽ rất nhiều nhé. Nó đóng lại này. Đóng lại thì coi cho em ngang ra. Nó đóng lại cho em nhé. Mở ra này, chỗ này có một cái sợi sơ vải nữa này, sơ vải ở đây sẽ sơ to nhé. Đóng lại cho em này, cho đồ trong lồng, đóng lại, mở nguồn lên. Các cái chương trình cơ bản em hướng dẫn anh chị nhé. Cái đầu tiên này, chương trình này là chương trình vải bông, vải sợi, đồ cốt tông. Chương trình đầu tiên này sẽ sấy được cân nặng tối đa của máy sấy trong tất cả chương trình. Còn lại những chương trình khác không sấy được cân nặng tối đa, mình phải tham khảo thêm cái cân nặng của mỗi chương trình nhé. Tiếp theo là đồ nhẹ nhàng. Tiếp theo nữa là đồ tổng hợp. Thường thì mình sẽ sử dụng một chương trình đầu tiên là phải ông sợi đồ cốt tông. Hai là chương trình có chữ mix này là đồ hỗn hợp. Tiếp theo nữa là sấy thêm. Sấy thêm cái này thì mình có thể chọn thời gian tùy mình nhé. Làm mới đồ len nó chỉ có 6 phút thôi. Cái chương trình này là cái chương trình chọn thêm chương trình mở rộng. Thì nếu anh muốn chọn chương trình mở rộng thì trong này nó có những chương trình này, Sportwear này, Time Program Cool này, Dinicate nhẹ nhàng, Dowwear, những cái đồ nói chung là thêm nữa, mở rộng. Đây là những cái đồ mở rộng nhá. Hoặc là mình muốn vệ sinh thì nó ở trong này nhá. Đấy, còn nếu không thì mình lại quay sang bên này. Tiếp theo nữa cái chỗ này là Smart Dry. Smart Dry là nếu ở dưới của mình là máy sấy, máy giặt bốt kết nối với nhau. Thì khi mình giặt máy bốt là đồ cân nặng bao lâu, bao nhiêu thì mình cho lên đây. Máy nó sẽ tự động chọn chương trình cho mình chỉ cần quay ở đây cái nhấn start, nó sẽ tự động chọn chương trình cho mình, chương trình nào phù hợp với cái đồ mình. Đấy. Tiếp theo nữa là đồ dị ứng. Đồ này đồ trẻ em mà nhà mình có dị ứng nhiều hay là những cái xà phòng mà quá dị ứng ấy có thể chọn chương trình này. Vâng. Tiếp theo nữa là sấy nhanh 40 phút. Khăn tắm. Và thêm nữa là những cái đồ mà để cho mình dễ là hơn. Cái này là sấy một cái sơ mi. Một cái đây nhá, chú ý với anh nhá, 5 cái. Và đây cũng là một chương trình dễ là. Chương trình này đối với đồ công sở nhá. Thường mình sẽ sử dụng một ở chương trình này. Vải bông sợi cốt tông, hai là chương trình hỗn hợp. Tổng hợp. Phần bên này sẽ là phần phụ chọn thêm. Thì mình nhìn giúp em có chữ token ở trên này. Đây. Đây là độ sấy khô. Thì bình thường nó sẽ để ở mức trung bình là mức cho vào tủ. Cho vào tủ cộng và dễ là. Cái có hình bàn là này dễ là, tức là khi sấy xong đồ của mình vẫn còn một chút hơi ẩm để mình ra cầu làm mình làm thì nó sẽ không bị gọi là cái này là hỗ trợ cho vào tủ. Hai là cái này là gọi là hình mặt trời đối với lại máy sấy bình thường đấy. Thì mình cứ để trung bình thì mình sẽ để ở mức độ 2, hay để ở sấy vào tủ sấy vào tủ và để cái này mức độ 2 đấy, thì bình thường sẽ là như thế. Đấy là tùy mình nhá, mình có thể chọn khô hơn nữa nếu mà đồ của mình cảm giác nó chưa đủ độ khô nhá. Sau đó mình nhấn nếu start. Nếu mà đồ mình chưa đủ khô thì mình phải lặp lại chương trình. Không ạ, mình chỉ sấy thêm thôi, mình sấy thêm 20 phút được mà. Đây này. Đây, sau đó mình nhấn start ra này. Khi mình nhấn start là máy bắt đầu chạy. Ok chưa ạ? Đây, máy chạy rồi nhá. Đấy, sau đó mình nhấn stop để tạm dừng. Đấy, chương trình của mình chỉ có vậy thôi. Và thêm nữa cái máy này nó có một cái nữa là đổ. Chị ơi, chị cho em 180ml nước sạch ở đây. Ô, phải đo à? Nó có cỡ ở trong đây rồi chị. Tầm trung bình khoảng 1 tháng thì chị cho em. Nước sạch có cần nước ra đi nhá. Nước lọc. Cái này để nó làm mới quần áo của mình mà. Thế đấy, cái này chủ mình đấy, còn ví dụ sấy thêm là mình vào cái gu Philips này à? À cái Z, mua cái này. Trong bao nhiêu phút đấy? Cái này mình có thể chọn thời gian này. Đấy, rồi nút start kia là rồi. Là do mình, ví dụ như mình cảm thấy nó hơi vẫn còn độ ẩm, mình có thể chọn sấy thêm. Trung bình như bình thường là máy của mình sấy đã khô rồi nhá. Nó phụ thuộc vào đồ mình cho vào nó như thế nào nữa. 180 đến đây thôi đúng không? Đúng ạ, được chứ. Không sao. Đây nó có một cái lỗ ở đây nhá. Nó hơi cao, chắc chị không nhìn thấy. Đây, có cái lỗ ở đây này. Chị cởi cái này, chị đổ lên cho em được. Thì bao giờ mình phải đổ cái nước như thế nhỉ? Trung bình tầm khoảng gần 1 tháng, hoặc 1 tháng mình đổ cho em là. Cái này không có, không nó sao có đâu. Cảnh báo không?
cái này không có không sao đâu. Không nhất thiết là phải. Đâu nhớ ra thì. Dạ vâng, không nhất thiết là phải có đâu. Đấy xong là đóng lại cho em được nhé. Chú ý với em nước ở đây làm gì nhé. Làm mới đồ. Đấy. Xong, bây giờ đến phần app thì chị cho em mượn app của chị đấy. Đây nó có hai cái lưu chương trình nhá. Hai cái lưu chương trình yêu thích. Ví dụ như mình chọn chương trình này xong đây. Ví dụ như mình chọn là về cái này xong này. Chọn sấy tối đa này. Và cái mặt trời mình chọn về số 2 rồi đúng không ạ? Mình muốn lưu mình giữ lì cái này cho em 3 giây nhá. Đấy thì nó lưu cho mình này, chương trình M1 này. Kể cả anh xoay chương trình khác đúng không ạ? Thì anh nhấn vào đấy cái nó mặc định về cái chương trình lưu yêu thích cho mình. Sau đó mình nhấn start. Hoặc là mình có thể chương trình là đồ tổng hợp để mình ưu tư lưu thích về phần 2. Mà một thì em lưu thích cho anh là chương trình với bao người sợ đồ có tông rồi. Đấy lưu, thì mình cũng lưu rồi à. Em lưu cho anh là về M1 rồi. Thế còn M2 là lưu ý thì làm thế nào? Mình đè lên thôi, mình chọn một chương trình bất kỳ mình giữ lì 3 giây mình đè lên giữ em là được. Cái này không có hủy mà chỉ có đè lên thôi. Và nếu mà mình đã chọn này rồi thì cứ sau đấy mình cứ ấn vào cái đúng khởi động khi mình vào đây, đúng không? Mình tắt nguồn này. Ấn nó vào không, memory nó 1 không, thôi. Nó không mặc định vào cái memory 1 mà mình phải chọn memory 1 này. Sau đó mình nhấn start thì mới được nhá. Và trên khi mà mình mở nguồn là mình chọn cái đèn này sáng lên. Đây, anh nhìn giữ em là cái hình này nó sáng lên thì mới có thể điều khiển từ xa. Đấy thì bây giờ tí nữa điện thoại của chị sẽ điều khiển được. Đấy. Thì sẽ xem điều kiện. Ok, xong rồi đấy ạ. Thì hướng dẫn các phần trên app nữa thôi đúng không? Gia dụng Đức Sài Gòn, hệ thống gia dụng Đức nhập khẩu.